Kính thưa quý vị, trong chuyên đề kỳ trước, chúng ta đã có cuộc trao đổi với bà Lương Ngọc Trinh, Phó phòng tuyên truyền hỗ trợ thuế, Cục Thuế tỉnh Long An về một số điểm mới của luật quản lý thuế sửa đổi năm 2019. Và trong chuyên đề kỳ này, chúng tôi tiếp tục mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của những điểm mới đáng nổi bật trong luật quản lý thuế sửa đổi năm 2019, một số điều mà doanh nghiệp quan tâm, lưu ý. Xin chào bà, trước tiên thì rất cảm ơn bà đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa bà, luật quản lý thuế năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, sửa đổi bổ sung nhiều nội dung như quản lý các loại thuế, các khoản thu thuế thuộc ngân sách nhà nước, quy định về hóa đơn chứng từ điện tử. Trong đó có sửa đổi bổ sung quy định liên quan đến xóa nợ tiền thuế. Vậy thì quy định mới này cụ thể như thế nào? Bà có thể cho biết ạ? Dạ. Thì theo luật quản lý thuế sửa đổi quy định thì có 5 trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt cụ thể như sau. Thì doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt. Cá nhân đã chết hoặc là bị tòa án tuyên bố là đã chết, mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản, bao gồm cả tài sản được thừa kế để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ. Các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế không thuộc hai trường hợp trên mà cơ quan quản lý thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế, và các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt này đã quá 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế nhưng không khả năng thu hồi. Tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với các trường hợp bị ảnh hưởng do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh có phạm vi rộng đã được xem xét miễn tiền chậm nộp và đã được gia hạn nộp thuế mà vẫn còn thiệt hại, không có khả năng phục hồi được sản xuất kinh doanh và không có khả năng nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt. Thưa bà, bên cạnh quy định về xóa tiền nợ thuế thì quy định về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử cũng là nội dung mới trong luật quản lý thuế sửa đổi năm 2019. Vậy thì xin bà cho biết về những cái điểm mới này là gì ạ? Quản lý thuế lấy sự kết hợp của ngân hàng nhà nước và ngân hàng thương mại làm trọng tâm trong việc hỗ trợ thu thuế thương mại điện tử. Đây là một yếu tố quan trọng vì sự phát triển của công nghiệp thông tin dẫn đến nền kinh tế số hóa, thì mọi giao dịch của nền kinh tế được thực hiện qua giao dịch ngân hàng. Mặc dù các quy định luật quản lý thuế sửa đổi hiện nay chỉ mang tính chất định hướng, tuy nhiên nó đóng vai trò là một nền tảng, là một cơ sở để các bộ, ngành liên quan ban hành các quy định chi tiết trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Mở rộng quyền của người nộp thuế, nhiều quyền mới được bổ sung tại luật quản lý thuế nhằm đảm bảo tốt quyền lợi của người nộp thuế như được biết được thời hạn giải quyết hoàn thuế, số thuế không được hoàn và căn cứ pháp lý đối với số thuế không được hoàn, được tra cứu để xem in toàn bộ chứng từ điện tử người nộp thuế đã gửi qua thông tin điện tử của cơ quan thuế, quản lý thuế theo quy định của luật này và của pháp luật về giao dịch điện tử, được sử dụng chứng từ điện tử trong các giao dịch với cơ quan thuế và các cơ quan tổ chức có liên quan, không bị xử lý vi phạm về thuế, không tính tiền chậm nộp đối với các trường hợp mà do người nộp thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn và quyết định xử lý của cơ quan thuế, nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế ạ. Ngoài những điểm mới như bà vừa phân tích thì luật quản lý thuế năm 2019 còn sửa đổi bổ sung quy định liên quan đến quản lý hoạt động chuyển giá. Đây là nội dung được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm. Vậy thì xin bà có thể cho biết thêm về cái quy định mới này như thế nào ạ? Thì quản lý hoạt động chuyển giá khi các doanh nghiệp thực hiện các giao dịch liên kết với giá cả bất bình thường để chuyển lợi nhuận giữa các bên có quan hệ liên kết nhằm lách thuế và trốn thuế thì đó được coi là hoạt động chuyển giá. Hoạt động này là vi phạm pháp luật, vì vậy trong luật quản lý thuế sửa đổi đã đưa ra hai nguyên tắc cụ thể. Một là nguyên tắc giao dịch độc lập là nguyên tắc được áp dụng trong kê khai xác định giá tính thuế đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết nhằm phản ánh điều kiện giao dịch trong giao dịch giữa các bên có quan hệ liên kết tương đương với điều kiện trong giao dịch giữa các bên độc lập. Hai là nguyên tắc bản chất quyết định hình thức là nguyên tắc được áp dụng trong quản lý thuế đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch nhằm phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế để xác định bản chất của giao dịch trên cơ sở đối chiếu với các giao dịch tương đồng.
đảm bảo các giao dịch thể hiện đúng bản chất thương mại, kinh tế, tài chính phát sinh. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn bà đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Chương trình được thực hiện với sự hỗ trợ kinh phí của chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn năm 2015 năm 2020 Bộ Tư pháp. Chuyên đề đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chuyên đề sau.